Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh Trong video này thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một số thông tin về cái dự án khai thác co-mining nhé Và cái dự án co-mining này Khai thác cái đồng co-mining này là một cái dự án cực kỳ tiềm năng Và thật tiếc cho những ai không tin cũng như là không tham gia vào cái kèo này Hiện nay thì chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ man nét và lúc đó thì chúng ta có thể swap được nhé và cái theo cái thông tin mới nhất từ phía dự án ấy thì ở cái phiên bản mới nhất này thì nó yêu cầu chúng ta sẽ phải liên kết quốc gia liên kết quốc gia để xác minh rằng quốc gia chúng ta đang sinh sống không thuộc trong những quốc gia bị cấm đó thì ở cái video này mình sẽ cập nhật cho mọi người về cái cách liên kết cái vùng quốc gia để tránh bị mất cái đồng co này nhé. Nếu như mà ai không liên kết cái quốc gia ấy, thì sau này khi nó manet toàn bộ những đồng co mọi người khai thác được từ trước đến nay đều sẽ bị mất sạch nhé. Nên thì sau khi xem được video này thì mọi người hãy làm gửi nhanh và làm gấp cho mình nhé. Còn những ai mà chưa tham gia khai thác cái đồng co mining này thì mọi người có thể là đăng ký theo đường link mình để dưới phần mô tả. Toàn bộ Uh, video hướng dẫn về cái cách thiết lập mạng co test net uh, cách ép mạng rồi một số uh, cái thông tin về cái dự án đào khai thác com mini nhé. nhá mình để dưới phần mô tả mọi người có thể theo dõi thêm rồi ok mọi người sau khi mọi người mở cái app khai thác commenting lên thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái mục của tôi này cho mình rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái mục tải xuống này để cập nhật lên phiên bản mới nhất nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ sao chép cái đường link này. Bấm chọn sao chép này. Ok. Tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở lại và mở trình duyệt Google Chrome lên cho mình. Và ở đây mọi người sẽ dán cái đường link đó vào đây. Rồi sau đó bấm chọn hoàn thành dưới bàn phím. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn tải xuống này và vẫn chọn vẫn tải xuống. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ chờ nó tải xuống nhé và chúng ta sẽ cập nhật cái phiên bản mới nhất của cái đồng Co-Mining này. Ok, sau khi tải xong mọi người sẽ mở lên. Và đây thì mọi người sẽ cập nhật cái phiên bản mới nhất cho mình. Rồi, ok. Sau khi cập nhật xong thì mọi người sẽ mở lên nhé. Rồi, đây là phiên bản mới nhất của cái dự án khai thác Coin Mini. Và ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào mục của tôi này cho mình. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào. Mọi người bấm vào cái chữ dòng dòng Gmail này nhé. Đấy, nó có cái phần Gmail này rồi thì ở đây nó là nó sẽ xuất hiện một cái dòng là liên kết quốc gia và khu vực. thì khi ở cái phiên bản mới ấy, thì nó sẽ không có cái dòng này và khi mọi người cập nhật à, ở cái phiên bản cũ nó không có cái dòng này nhá. khi mọi người cập nhật lên phiên bản mới thì nó sẽ xuất hiện thêm cái dòng liên kết quốc gia và chúng ta sẽ liên liên kết cái quốc gia mà nơi chúng ta đang sinh sống, nơi chúng ta đăng ký cái dự án này nhá để tránh trường hợp là chúng ta nếu chúng ta không liên kết ấy, thì nó sẽ cho rằng là mình đang ở những cái quốc gia bị cấm và toàn bộ những cái đồng co mà mọi người khai thác được từ trước đến nay sau khi nó man nét thì nó sẽ bị mất nhá nếu mọi người không liên kết rồi ở đây thì mọi người bấm chọn vào liên kết này đó thì ở đây quốc gia thì mọi người bấm chọn Việt Nam rồi khi nó hiện màu vàng lên và mọi người bấm chọn xác nhận và chọn đóng như vậy là đã xong nhé rồi thì để kiểm tra lại thì mọi người bấm lại vào đây xem đã liên kết được chưa nhé. Đó thì nó đã xuất hiện chữ Việt Nam ở đây rồi. Như vậy là chúng ta đã liên kết thành công. Rồi ok mọi người. Thì đây là một cái video rất quan trọng và mọi người cần phải làm ngay nhé. Mọi người đừng quên nhé. Tránh trường hợp khi nó man nét mà mọi người chưa liên kết thì mọi người sẽ mất toàn bộ cái số token mọi người khai thác được và toàn bộ công sức mọi người là đổ sông đổ bể nhé rồi ok mọi người như vậy thì cái video này mình đã cập nhật thêm cho mọi người cái thông tin mới nhất đến từ dự án con network và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo